Lừa non háu đá. Lừa con ơi, trời sắp tối rồi, chúng ta về hang thôi. Mẹ nghe nói mấy hôm nay có con sói ở đâu tới đây đó. Chúng ta không cẩn thận là thành miếng mồi của nó chứ chẳng chơi đâu nha. Các con cũng phải cẩn thận đấy nhé. Từ nay đi đâu không có mẹ thì tuyệt đối không được đi một mình, nghe không? Wow, là một chú bướm xinh đẹp sao? Đúng là căng da bụng thì thấy cái gì cũng đẹp hơn bình thường phải không? Cũng là chú bướm ấy mà sao hôm nay lại thấy nó đẹp hơn mọi khi là sao nhỉ? Này chú bướm kia, ta sẽ bắt được ngươi. Ngươi đừng hòng mà chạy thoát khỏi ta nha. Ngươi đừng tưởng ngươi có thể bay cao mà ta sẽ không làm gì được ngươi nha. Kìa lừa con đi đâu thế? Quay lại bầy để về hang đi. Mẹ đã dặn thế nào? Tại sao giờ này vẫn còn rong chơi một mình ở đây thế này? Con có biết nguy hiểm lắm không hả? Mau về hang ngay cho mẹ. Vẫn sớm mà mẹ, làm gì có ai dám làm hại chúng ta đâu chứ. Ở đây đang vui thế này, về hang chắc chó đi được. Mẹ cho con chơi thêm một chút nữa rồi con về ạ. Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi mà con cứ không chịu nghe thế nhỉ? Trời tối là chúng ta phải về hang. Ở ngoài này rất nguy hiểm. Còn cứ cứng đầu không chịu nghe lời mẹ. Tới lúc xảy ra chuyện thì mẹ biết phải làm sao đây? Mẹ cứ lo lắng đâu đâu á. Ngoài này thì có gì nguy hiểm đâu cơ chứ. Con đã lớn thế này rồi, có phải trẻ con nữa đâu. Mà mẹ không thấy là so với các bạn thì con cũng cao lớn hơn hẳn hả? Con thấy chẳng có gì đáng phải sợ cả. Vì thế mẹ cũng không phải lo cho con đâu ạ. Kể cả ban ngày khi sói đến, chúng ta còn không kịp trở tay nữa là khi đêm xuống. Con còn cứ loanh quanh ngoài này, lỡ không may sói đến thì chẳng có đường mà thoát thân đâu. Về ngay. Mẹ chỉ nói thêm lần này nữa thôi nhé. Nếu con vẫn còn cố tình không chịu nghe lời thì mẹ sẽ có biện pháp mạnh với con đó. Không biết sói thế nào mà mẹ cứ sợ hãi thế nhỉ? Chắc mẹ chỉ làm quá lên thôi, chứ có gì mà phải sợ. Cùng lắm nó tới thì mình chạy vào hang cũng đâu có muộn đâu. Vả lại, bây giờ mình đã là con lừa cao lớn trưởng thành rồi, có điều gì mà phải sợ chứ. Tại sao mình lại cứ nằm mơ thấy sói mãi thế nhỉ? Mà sói thì có gì đáng sợ đâu cơ chứ. Chắc là do mẹ hay nhắc tới tên nó nên mình bị ám ảnh thôi. Ôi xem kìa, chuyện gì kỳ lạ thế này. Trời ơi, chuyện quan trọng thế này mà tới bây giờ mình mới hay biết là sao nhỉ? Trời ơi, hóa ra khi đem về mình sẽ biến thành chú lừa khổng lồ như thế này đây. Thích quá à. Trông mình cao lớn thế này chắc chắn sẽ chẳng có kẻ nào dám bắt nạt mình. Kể cả con sói đáng sợ mà mẹ vẫn hay nhắc cũng vậy. Để xem nó có dám làm gì mình không. Thôi chết rồi, hình như là sói. Mình phải núp ngay thôi, để mất mạng như chơi. Nói thì nói vậy, nhưng dù sao mình cũng chỉ là một con lừa, làm sao có thể chống nổi với con sói gian ác được chứ. Mau chạy đi. Ôi không, chúng ta không thể rơi vào tay nó được. Mau chạy đi thôi. Nó bỏ chạy rồi kìa. Tưởng sói phải đáng sợ thế nào chứ, hóa ra cũng nhát chết tới thế kia à. Thế mà mẹ mình luôn miệng cảnh báo để con sói bắt gặp thì coi như mất mạng. Vậy mà mới chỉ nhìn thấy cái bóng của mình thôi mà nó đã chạy bán sống bán chết rồi. À, chắc hẳn là do bữa đêm khi mình thành lừa khổng lồ rồi thì sói phải sợ mình là phải. Thế này thì mình còn phải sợ điều gì nữa. Đến con sói gian ác còn phải sợ mình kia mà. Tuyệt quá đi. Đúng là sói sợ mình mà bỏ chạy đi rồi. Phải bảo mọi người biết mới được. Mẹ mà biết tin này thì chắc chắn sẽ mừng lắm. Từ nay sẽ chẳng còn ai dám bắt nạt mẹ con mình nữa. Hay thôi, dù vậy mọi người cũng ngủ say hết rồi, mà chỉ cần một mình cũng khiến con sói kia sợ khiếp lên đấy thôi. Giờ thì mình phải đuổi theo cho nó một bài học mới được. Đến sáng mai mọi người sẽ sáng mắt ra cho mà xem. Để xem từ nay còn ai dám nói mình chỉ biết rong chơi phá phách không nữa nha. Sói ở đâu nhỉ? Ngươi là sói phải không? Mà xuống đây cho ta, nhanh. Nếu không đừng trách ta không khách khí nha. Ủa, một chú lừa con là lừa con ư? Cháu đi lạc sao? Bác là phượng, không phải sói, cháu đừng có sợ. Đứng nhìn dưới đó đi, chờ bác xuống nha. Bác Dượng ơi, cháu lại đang đi tìm sói cơ. Trời tối, cháu lại cứ tưởng trên đó là sói, nên cháu mới gọi như vậy đó ạ. Cháu bảo sao? Đi tìm sói ư? Thật là liều lĩnh và nguy hiểm. Cháu hãy mau quay về đi. Vừa nãy bác vừa gặp sói ở trong rừng đấy. Cháu mà cứ đi tha thẩn thế này rồi sẽ làm mồi cho sói đấy. Nghe bác, hãy mau trở về hang đi. Sói gian xảo ác độc thế nào cháu còn không biết hay sao, mà lại còn đi tìm nó chứ. Mẹ cháu mà biết chuyện này chắc sẽ lo lắng cho cháu lắm đó. Bác thấy sói ở trong rừng ơi, chắc là con sói cháu vừa gặp thôi. Cháu phải vào tìm sói ngay mới được. Bác đừng có lo. Tối đến cháu đã hóa thành lừa khổng lồ rồi, sói nhìn thấy cháu mới phải sợ đấy, chứ cháu thì làm sao phải sợ nó chứ. Đây nè, bác xem nè, cháu chẳng sợ sói đâu, bởi vì cháu chính là chú lừa khổng lồ. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của cháu thôi, kẻ nào cũng phải khiếp sợ, chứ chẳng riêng gì con sói đâu bác ạ. Kìa, lừa con, dừng lại lừa con. Cháu thật là ngốc nghếch và ngông cuồng. Đó chỉ là cái bóng, lừa vẫn chỉ là lừa mà thôi. Làm sao mà nói lý với sói được chứ. Cháu hãy mau quay về đi, đừng làm điều dại dột mà nộp mạng cho chó sói đó. Mới răng một cái mà nó đã chạy đâu rồi không biết. Hy vọng mình tìm được nó trước sói, chứ nếu không mà cũng không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa mất. Đây chính là cái kết dành cho kẻ không biết thân biết phận, rõ chưa? Đúng là con lừa ngu ngốc, tự đến nộp mạng cho ta. Ta sẽ cho ngươi được toái nguyện. Ta đã thà không tới tìm ngươi thì thôi, vậy mà ngươi còn dám to gan tới tận đây tìm ta ư? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám làm chuyện đó hả? Xem ra hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học về sự biết điều, để ngươi sáng mắt ra mới được rồi. Tha cho tôi, sói ơi, tha cho tôi đi. Tôi biết sai rồi mà. Lẽ ra tôi không nên làm như thế. Tôi biết lỗi của mình rồi. Ngươi biết lỗi thì cũng quá muộn rồi. Ngươi dám tới đây tìm ta, tức là ngươi không coi ta ra gì, không tôn trọng ta. Vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Có ai không? Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi. Cứ kêu đi, kêu lớn hơn nữa đi. Ở khu rừng hoang này sẽ chẳng có ai cứu người đâu. Làm gì có kẻ nào to gan dám qua mặt ta chứ chứ. Nào, người kêu đi, kêu to hơn nữa, ta nghe xem nào. Cái quái gì thế nhỉ? Kẻ nào dám chơi ta hả? Đứa nào to gan phá đám ta vậy? Có lỗi thì mau xuống đi, đừng ném đá giấu tay như vậy. Để ta mà bắt được thì không yên với ta đâu, rõ chưa? Tình số gian ác, hãy biết đi, nếu không ta sẽ không nương tay đâu. Mấy đầu nay ngươi hoành hành trong khu rừng này như vậy là đủ rồi, đừng làm thêm tội ác nữa, kẻo có ngày chết không toàn thây đâu. Đồ gian ngang đáng ghét, hãy trả con mồi của ta đây. Mau trả con mồi lại cho ta, bằng không đừng trách ta độc ác nha. Không đụng đến được con, ta đã cảnh báo ngươi thế nào mà ngươi vẫn cả gan làm bậy hả? Ngươi chán sống rồi đúng vậy không? Cũng may cho ngươi là hôm nay ta đủ no rồi. Lần sau nhất định ta sẽ không cho qua đâu. Đáng ghét, cô chừng để ta gặp lại các ngươi một lần nữa thì ta sẽ không tha cho các ngươi đâu, nhớ lấy. Cháu có sao không? Dạ, cháu không sao ạ. Cháu cảm ơn bác. Hôm nay cũng nhờ có bác tới đúng lúc mà cháu mới thoát khỏi tay con sói độc ác ấy. Cháu không sao là tốt rồi. Nào, để bác đưa về nhà. Trong rừng đêm tối sương xuống lạnh, dễ cảm lắm. Người thật đáng ghét. Sao lúc thấy sói ngươi chạy biến đâu vậy? Ngươi hèn nhát tới vậy sao? Chỉ là một con sói mà ngươi cũng không dám chống lại, để hắn đánh ta bầm dập tới nông nổi này đấy. Kìa lừa con, đến giờ cháu vẫn còn nghĩ như vậy sao? Đó chỉ là cái bóng của cháu. Vào trong rừng sâu nhiều bóng cây, cái bóng của cháu sẽ bị bóng cây che phủ đi, chứ không phải như cháu nghĩ đâu. Cái bóng, nhưng rõ là lúc trước Sói thấy cái bóng to lớn của cháu đã hoảng sợ bỏ chạy đi mà. Tại sao bây giờ lại như vậy chứ? Chẳng phải vì cái bóng hèn nhát sao ạ? Chắc là cháu nhìn nhầm bạn thú rừng nào đó là sói thôi, chứ cái bóng thì sao có thể đánh sói được. Đó chỉ là hình ảnh phản chiếu lại hình dáng của chính cháu mà thôi. Cháu hãy bình tĩnh mà suy xét lại sự việc đi. Thế mà cháu cứ tưởng. Hóa ra cháu đã làm rồi sao hả bác? Chuyện gì cũng vậy, phải biết mình biết người. Đừng để sự ảo tưởng sai lầm về bản thân mà quên đi khả năng thật sự của mình. Cháu sẽ gặp nguy hiểm mà không phải lúc nào cũng may mắn như ngày hôm nay đâu. Hãy nhớ, muôn đời sói gian ác có bao giờ sợ lừa đâu. Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Cháu biết mình sai rồi. Cháu sẽ không bao giờ hồ đồ, ngông nghênh nữa đâu ạ. Thôi, cháu không sao là tốt rồi. Cháu thật may mắn đấy. Vết thương nhẹ này sẽ sớm khỏi thôi. Giờ hãy về nhà đi, không mẹ cháu lo lắng lắm đó. Bác sẽ đứng đây canh chừng cho. Dạ, cháu cảm ơn bác. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.